vị, thí sinh được mong chờ nhất đạt giải Nam Phương Vịnh Bắc Bộ của chúng ta trong đêm thi hôm nay. Ai sẽ là người đạt giải Nam Phương? Nhanh lên, đúng lúc đang gây cấn, sắp công bố kết quả rồi. Xin được công bố thí sinh đạt giải Nam Phương Vịnh Bắc Bộ đã thuộc về thí sinh Trần Hà Trung đến từ Trung Bộ. Xuất thân từ anh cắt cỏ lúa châu, phấn đấu này đăng quang chức Nam Hậu. Giờ anh đã ở một cương vị khác, người yêu cũng phải cùng anh xứng tầm. Anh bây giờ đang hot kém chi ai, anh bây giờ đang tút mấy trăm like, fan khắp mọi nơi chờ anh xếp hàng dài. Mấy bên mời anh đi dự event, đám cưới thôi lôi cất nắp chuồng gà. Giờ anh có nhà và xe cực oách, giờ anh có quần áo trông rất bảnh. Anh chăm làm việc tốn kém ai đâu, anh thuê người viết báo khắp năm châu. Ai cũng bảo anh là có tấm lòng vàng. Wow! Trông cụ thương quá, cháu chụp mấy tấm lên báo rồi đi luôn. Lịch trình hôm nay nói chung là nhiều lắm, lát xong các cụ lại nằm. Ôi ôi, thương thằng bé quá, áo quần rách dưới mái tóc vàng như rơm. Cha mẹ đâu con trông biết ngay là nghèo khó. Nó con ông chủ tịch. Này, công các bà ơi, Nam Vương thì chưa học hết lớp 9 này. Giờ người ta tổ chức Nam Hậu Hoa Hậu Nụ Hậu tràn lan rồi, có xác minh gì đâu. Tuần trước ấy, tôi thấy cậu ấy có quảng cáo một cái thuốc mỏi gối tê tay gì đấy ở trên mạng. Ủa? Tôi cũng đặt mua về uống. Mà bây giờ không biết thế nào. Này, khéo không này phải thuốc dởm đấy nhá. Dởm rồi. Tôi tính là sáng năm ấy, là xã ta cũng phải tổ chức về. Thủy ơi. Nhất định phải đi à Thủy? Ở lại, giữ gìn sức khỏe nhá. Thủy ơi! Các bác ơi! Hả? Đây này, thấy báo đăng Nam Hậu bị tức vương miệng rồi này. Đây, phải làm thế mới biết sợ. Quá đi rồi còn gì đấy. Đúng, phải tước. Quá đáng vừa thôi. Lúc đầu mới đến chị còn xin chụp ảnh, xong chị khoe khoang khắp mọi nơi cơ mà. Lúc đấy á, còn đang là Nam Hậu, chứ giờ thì hết thời rồi. Đến mấy cái đồng tiền nhà còn không trả nổi, biến đi cho tôi nhờ. Đây chị... không phải là nhà tình thương. Đời tựa như mơ, hôm qua vẫn đang tiêu tiền đô,
thoáng cái bây giờ nhà lầu xe sang cũng theo hư vô. Tại vì ngu si tinh vi cứ cho ta là to, vinh báo kiêu ngạo để giờ đây nhận ngày qua báo. Giờ mình tay trắng nhớ tới những ngày gian nan, dù tiền không có em vẫn bên cạnh tay nắm vai kể hạnh phúc nhỏ bé. Chạy phố lê la bằng con xe đạp, em cười duyên dáng hát vu vơ bên cạnh anh. Vậy mà anh đã quên hết những ngày gian khổ, chỉ vừa khấm khá anh đã thay lòng không chút do dự chọn cuộc sống mới. Vứt hết yêu thương chạy theo danh lợi, vương miện kia người có mang suốt đời được không? Đây đều là những loại máy móc nhập khẩu đắt tiền, có cái lên đến hàng chục tỷ. Vậy nên vị trí của anh là hết sức quan trọng. Vâng ạ. Bây giờ anh cho tôi số đo để may đồng phục nhé. Dạ. Chiều cao cân nặng. Em 1m67. Thời gian gần đây tôi thấy khách hàng phản ánh về chất lượng dịch vụ của nhân sự khá tốt. Em cố gắng phát huy. Vâng ạ. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Giới thiệu với chủ tịch, đây là anh Trung, đến ứng tuyển nhân viên vị trí bảo vệ ở bên mình ạ. Chào cậu. Em chào anh ạ. Công việc ở đây khá vất vả, cậu có đảm nhận được không? Dạ em làm được mà. Tôi trông cậu cũng nhanh nhẹn thật thà, chắc là sẽ ổn đấy. Trưởng phòng nhân sự tiếp nhận vị trí này. Vâng ạ. Cô Châu, ra tôi nhờ một việc. Dạ vâng ạ. Em chào anh chị ạ. Dạ chị. Em là em Thủy đây. Anh xin phép nhé. Anh Trung, mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Cũng nhờ có anh mà em có động lực để thay đổi bản thân mình. Phải công nhận thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn đã làm em xinh đẹp hơn, tự tin hơn và có một công việc tốt hơn. Nhìn em như thế này anh cũng thấy yên lòng. Còn anh bây giờ thì em hiểu, ai cũng có lúc mắc sai lầm và ai cũng cần có một cơ hội để sửa sai. Em mong anh vẫn là Trung vui vẻ mà em đã từng biết. Em đi trước nhé. Thủy. Ngày mai hướng dẫn anh công việc ở đây nhé. Chúng tôi liên tục đầu tư những máy móc công nghệ hàng đầu thế giới và cắt cử những bác sĩ đi thực tập đào tạo tại nước ngoài về ứng dụng những máy móc công nghệ mới nhất. Tinh hoa công nghệ thẩm mỹ thế giới tập trung ngay tại một hệ thống da liễu ở Việt Nam.
không còn là tiêu chí thế giới có gì tốt, chúng tôi có cái đó, mà thế giới có gì tốt nhất, chúng tôi sẽ có cái đó. Sau hành trình hơn một thập kỷ, Dr. Hoàng Tuấn vươn mình khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á.